Hello mọi người, hôm nay Yến sẽ chia sẻ 3 bước mà giúp các ba mẹ có thể đồng cảm với con, khuyên nhủ con khi con bực bội và đảm bảo là cơn giận của con tan biến ngay. Bước thứ nhất đó là đồng cảm. Giả dụ ha, bạn có một cô bạn thân, cô bạn nó đang giận chồng vào tối kể lể với bạn. Và sau khi bạn nghe xong bạn nói, bạn sai rồi đó, chồng bạn mới là người đúng. Thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Cô bạn sẽ, không còn nghe bạn nói nữa, đúng không ạ? Người lớn chúng ta còn dạy huống hồ như là trẻ con, cho nên khi con bạn bực bội, muốn chia sẻ, bày tỏ chuyện gì đó, chúng ta hãy khoan phán xét và đồng cảm là bước đầu tiên. Chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi. Vậy đó hả con? Chắc lúc đó còn bực mình lắm ha. Chúng ta chỉ cần chăm chú lắng nghe, không cần phải nghĩ tới giải pháp là gì, không cần phải bực bội thay cho con. Và bước thứ hai, để cho con có cơ hội tìm cách xử lý. Khi con đã bình tĩnh thì chúng ta có thể hỏi là vậy con định xử lý thì sao? Và bé sẽ đưa ra cách xử lý của bé. Cách xử lý của bé có thể ngay lúc đầu nó sẽ chưa có hay đâu các bạn. Chúng ta cũng đừng có vội khuyên con là con nên làm cách này nè, con làm cách kia. Nếu bé không hỏi ý kiến của chúng ta thì chúng ta chỉ cần hỏi là con định sao? Con định làm vậy hả? Vậy con làm đi. Việc mà chúng ta lắng nghe và bé đưa ra quyết định như vậy rất là quan trọng, dần dần hình thành cho bé cái sự chủ động khi nào giải quyết bất kỳ một vấn đề gì. Và ngay từ đầu khi bé đưa ra cách giải quyết không thể nào đó là một cách tốt nhất đâu các bạn. Nhưng mà điều quan trọng ở đây mình muốn là con có cơ hội để trưởng thành và tự tìm cách xử lý vấn đề của mình. Và theo thời gian dần dần cách làm của bé sẽ càng ngày càng tốt hơn. Và người ta gọi cái đó chính là sự trưởng thành đó các bạn. Bước thứ ba, chỉ khi nào con hỏi ý kiến mình mới nói. Có nghĩa là sau bước 1, bước 2 bé đã thử một vài cách của bé. Và lúc đó bé cảm thấy có thể là chưa hài lòng lắm. Và lúc đó bé sẽ đến và hỏi ý kiến các bạn. Và lúc đó bé sẽ cực kỳ lắng nghe. Và ý kiến của các bạn lúc đó rất là giá trị trong mắt bé. Tuy nhiên ở bước này bí quyết là mình cũng đừng có vội cho ý kiến. Mình hãy hỏi là vậy con đã làm gì? Sau khi con làm cái đó thì sao con cảm thấy chưa hài lòng? Mà con muốn làm sao? Con muốn kết quả như thế nào? Tại sao điều đó lại chưa làm con hài lòng? Và bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Và cái cách bạn đặt câu hỏi sẽ giúp bé sáng ý ra. Và có thể tự bé sẽ nghĩ ra được cách tốt hơn. Nếu ba mẹ chúng ta ứng dụng tốt ba cách này thì con chúng ta sẽ càng ngày càng chủ động hơn trong ứng xử. Bé sẽ càng ngày càng tự tin hơn. Và khi bé đưa ra giải pháp, bé luôn luôn có cơ hội để nhìn lại xem cái giải pháp của mình tốt hay chưa. Và quan trọng là càng ngày khi bé hình thành cách ứng xử như vậy thì bé trở thành một cái người linh hoạt hơn. Và luôn luôn biết nhìn mọi vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Và điều đó giúp bé càng ngày càng uyển chuyển hơn giao tiếp và biết nhìn nhận mọi việc linh hoạt hơn. Cảm ơn ba mẹ luôn luôn theo dõi. Nếu các anh chị muốn làm chủ đề nào, hãy comment ở phía dưới, Yến sẽ làm sớm với mọi người nha. Thank you.